Tôi đã cho kiểm tra, nhưng thằng Toán không có máy. Còn hai thằng kia có điện thoại, nhưng lại dùng máy mới và SIM mới, lại sử dụng tên giả. Kiểm tra hai cuộc gọi lúc chiều nay, thì một cuộc gọi tại Hà Nội, còn cuộc gọi kia không liên lạc được. Ngay sáng ngày mai, anh cử cho tôi một tổ về Hà Nội. Bằng mọi giá, phải tìm ra số điện thoại kia là của ai. Đúng, phải có thông tin cá nhân thì ta mới mở hướng điều tra được. Tôi thấy giữa những vụ án vừa qua có một đường dây mối nhợ chằng chịt có liên quan tới nhau. Nhất định các anh phải tìm ra mối liên hệ này, đặt các vụ án rời rạc trong một tổng thể. Rất có thể dẫn chúng ta đến những tên đang nằm trong bóng tối. Hôm qua hai người đến đây châm cứu, máy hết pin, thầy cho cắm sạc, ra về hộ bỏ quên. Con xem thử. Vậy thì hay quá. Thôi để con chút. Alo anh à, đối tượng Phí Hải Toán. Hôm qua đến nhà thầy em chữa bệnh. Lúc sạc pin có để quên điện thoại ạ? Anh trao đổi với bên hình sự, cho người qua thu thập về để khai thác ạ. Tốt lắm, tôi sẽ gọi hình sự qua ngay. Dạ. Tốt quá, báo hình sự đến thu ngay. Vâng, để tôi gọi cho ông Trung. À mà thôi, việc này giao cho phòng anh làm đi. Đây là việc hệ trọng, có khả năng liên quan tới vụ thằng Toàn 2.000 bánh. Cần phải giữ bí mật thông tin này. Bảo cô Triều lập biên bản thu ngay. Vâng. Chào thủ trưởng. Ừ. Thế nào, có gì hay không? Dạ, báo cáo thủ trưởng, vào chiều ngày hôm qua, thằng Toán nhận duy nhất một cuộc gọi từ số lạ và không đổi tên ạ. À, thì ra là máy này hôm qua hết pin. Bây giờ sạc lại thì tin nhắn báo các cuộc gọi lỡ mới về. Vẫn là số máy đó ạ. Chắc chắn số máy này có liên quan đến vụ án. Biết việc làm tiếp theo là gì rồi chứ? Cháu hiểu rồi ạ. Manh mối là đây chứ là đâu nữa. Ngày mai gửi yêu cầu xác minh về quê thằng Toán ngay, dựng nhân thân lý lịch của nó lên để làm căn cứ nhận định thằng Toán thực sự là anh em với thằng Toàn thì đúng, thì câu chuyện đã dễ hiểu hơn.